Kính thưa quý khán giả, nhằm thực hiện nghị quyết số 20, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới trên địa bàn quận. Vừa qua, Liên đoàn Lao động quận Bình Tân đã tổ chức hội nghị gặp gỡ tiếp xúc giữa lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận với đoàn viên nghiệp đoàn. Hội nghị đã lắng nghe những tâm tư nguyện vọng cũng như trao đổi và kịp thời giải đáp các thắc mắc, ý kiến đề xuất của đoàn viên nghiệp đoàn về các vấn đề như công tác chăm lo về vật chất và tinh thần cho đoàn viên nghiệp đoàn, công tác đào tạo nâng cao tay nghề, nâng cao chất lượng điểm dừng chân, trang bị thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, cấp thẻ đoàn viên, trang bị áo nón có in logo công đoàn để tăng cường tuyên truyền về tổ chức công đoàn. Bên cạnh đó, tại hội nghị, các đoàn viên nghiệp đoàn còn được tuyên truyền về các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và ứng dụng VSSID. Dịp này, Liên đoàn Lao động quận Bình Tân cũng đã trao tặng 150 phần quà, mỗi phần trị giá 250.000 đồng cho đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.